Thư Quang, chào tất cả anh chị em Hỏi anh Nhiên thế này, tại vì hồi nãy giờ mấy khách mời lên, tức là Trung với anh Lâm Hà, tức là Trung có đưa ra một cái thông tin là dựa trên những cái thông tin của những cái bài báo chính thống đó, là cái lúc mà cái dịch bệnh Covid nó hoành hành ở toàn cầu và không riêng gì nước Mỹ, thì có những cá nhân, có những người dân nước Mỹ phải sau khi điều trị Covid thì phải là có những cái bill. Chính phủ gửi về hoặc là bệnh viện gửi về nhà những cái bill nó với số tiền rất là lớn, rất là lớn. Thì anh Lâm Văn Hà thì lại cho rằng đó là tin giả, không không đúng. Đó thì Là theo theo gì? anh Nhiên, mà theo anh Nhiên thì anh Nhiên thấy cái việc đó như thế nào, thì rất mong anh Nhiên làm rõ giùm cái việc này cho mọi người trong trong diễn đàn. Xin mời anh Là Nhiên. như vậy, nếu như mà cá nhân bệnh nhân đó chỉ là ở nhà để mà tự tự take care bản thân của mình khi mà họ nhiễm COVID á, là trường hợp nhẹ đó, thì cái khoản tiền đó bảo hiểm họ sẽ cover vô. Đó là đối với những người có bảo hiểm nha, còn những người không có bảo hiểm á, thì tự mua thuốc và tự chữa trị tại nhà. Còn đối với những người mà vô cái trường hợp khẩn cấp máy thở đồ luôn rồi đó, thì họ nếu như họ không có bảo hiểm thì tất nhiên là cái bill của nó là con số khủng. Ở bên này có rất là nhiều người bị bệnh họ không có mua bảo hiểm, hoặc là có mua bảo hiểm nữa thì cái số tiền họ trả cho cái phần mà 20% còn lại á, họ cũng có rất là nhiều người cũng phá sản vì vấn đề đó, vì cái bill khoản đó đó. Cho nên là cái trường hợp mà bị vô trong emergency, là vô trong phòng cấp cứu đặc biệt luôn đó, mà người đó không có bảo hiểm thì tất nhiên là bill về họ phải trả số tiền là 400 mấy ngàn cũng có, cả triệu đô cũng có, tùy trường hợp nặng nhẹ đó. Mà họ có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ cover và phần còn lại họ cũng phải trả, trả nhiều hay ít bắt buộc cũng phải trả. Nếu như bên Mỹ này nếu như không trả tiền bệnh viện á, khi mà quý vị đi mua xe mua nhà á, thì rất là khó nha. Mượn những cái khoản tiền ngân hàng á, thì họ sẽ check lên là quý vị nợ tiền của chính phủ, nợ tiền của bệnh viện, thì quý vị mua xe mua nhà rất là khó đó. Thì cái trường hợp mà mọi người share ở trên mạng á, là có thật chứ không phải không có đó. Anh Lanh Văn Hà chỉ nói là với những người như ví dụ như ông Ngô Kỷ đi, thì ông ta lớn tuổi rồi, ông ta đã đến cái độ tuổi được xin cái Medicare, là cái trường hợp mà gọi là nghèo rồi, được chính sách nghèo. Ở Việt Nam mình chính sách nghèo cũng có mà, chính sách nghèo À, những tức người là tiền vô ông hưởng cái thời mà Obamacare đúng không? Nó còn không có cái ảnh Obamacare gì hưởng. cả, không 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 phải có Obamacare. Obamacare như như này cả, mà là ở bên này ông ta đã trên 65, 67 tuổi, ông ta được về hưu rồi đó. Mặc định Ông ta đã được về hưu rồi và ông ta nhận nhận cái tiền 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 già đó. Rồi sau đó thì những người mà trong hội của Việt Nam á, họ sẽ điền đơn giúp ổng để mà xin được cái Medicare, đó là cái gọi là bảo hiểm miễn phí cho ổng đó. Thì khi ổng bị cái trường hợp của ông Ngô Kỷ, vì sao ông ta lên trên mạng ông ta phát ngôn rất là mạnh miệng là không có trả đồng nào, tại vì ông nằm trong diện nghèo, ông nằm trong diện nghèo và ông được, ông tuổi già sức yếu, ông được khai khai những người bên đó khai để xin cái chế độ, để xin cái phần gọi là miễn phí cho những người nghèo, cho những người nghèo nha quý vị, chứ không có phải là trường hợp mà trẻ như chúng ta lưng dài vai rộng là được miễn phí nha quý vị đó. Nên là mình phải phân biệt cái điều đó. Nên Lâm Lâm Hè á lên nói như vậy là không có chuẩn, không có đúng, đúng không? Như trường hợp ông Ngô Kỷ, những người đưa ra ông Ngô Kỷ, sao ông Ngô Kỷ không trả đồng nào, là tại vì ông nằm trong trường hợp nghèo, hộ nghèo ở Việt Nam. Những người nghèo ở Việt Nam á, người ta đi chữa bệnh cũng được á, cái sự miễn phí nha quý vị Đúng đó. Cho nên là đừng đừng có đem ông Ngô Kỷ ra để so sánh. Mà ông Ngô Kỷ lên trên Nửa Vòng Trái Đất TV hay là Phố Hoa Xe, ông ta tuyên truyền cái đó là sai nha quý vị. Anh Nhiên bây giờ không muốn lật tẩy thôi đó. Những người mà đã về hưu rồi, nhận tiền hưu rồi á, ở bên này á, cộng đồng Việt Nam, hội hội Việt Nam bên này á, họ hay lắm, họ điền đơn, có những người không bệnh cũng điền thành bệnh để xin những cái khoản à đó, khai gian á, lòn lách cái đó gọi là khai lòn lách đúng gian không luôn à để lòn lách xin những cái khoản đó. Yeah, thì song song đó sẽ có những người làm trong cái lĩnh vực về y tế, họ sẽ ký xác nhận giùm luôn đó, họ ký xác nhận giùm luôn, cái là lại gọi là khai gian để xin tiền chính phủ đó, thành phần sâu bọ của xã hội quý vị
Đó là những người À. đó, những người ăn trên đồng tiền thuế của An Nhiên đóng, của những người mà dân chân chính bên này đóng. Vì sao nước Mỹ nợ là do những cái thành phần sâu bọ đó. Đó. Cho nên là đừng có nghe họ nói như vậy, ok. Đó, chúng ta còn trẻ không có mua bảo hiểm thì khi bị bệnh tất nhiên là phải trả những cái số tiền khủng đó rồi. Đó, anh Lâm Thanh Hà nên lưu ý điểm này, và lên khi anh lên anh nên phát biểu cho nó thật tí xíu, đúng không? Có thể là anh chưa rơi vào trường hợp đó, anh không có biết đó, cho nên cũng không có trách anh. Nhưng mà nếu như anh cần phải tìm hiểu những cái điều đó, đúng không? Anh tìm hiểu những cái điều Có đó. nghĩa rằng là anh Nhiên, tức là bên bên Mỹ hiện tại, tức là nếu mà điều trị dịch bệnh Covid là còn 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 những cái khoản gọi là sàng lọc nữa, ví dụ như là độ tuổi, chính sách, hoặc là có bệnh nền hay không bệnh nền nữa, đúng không ạ? Đúng đúng, có bệnh nền hay không bệnh nền, đó là những người mà gọi là xin tiền tiền bệnh, tiền tàn tật đó, À. rồi những người già, những người nghèo không có khả năng lao động đó, những người mà khai nghèo luôn đó, mà họ đi làm bên ngoài họ lấy tiền mặt đó, là như vậy đó. Những người lười biếng lao động rồi khai là họ bị bệnh đó, họ qua sơ lược hết, qua sơ lược luồn lách luật đó, họ được những cái điểm đó, họ lấy những cái khoản tiền đó đó. Đó, cái bên này gọi là cái Medicare, là cái đó nó giống như là cái mà bảo hiểm dành cho trường hợp đặc biệt á, là những cái trường hợp nghèo, những trường hợp không có khả năng đó, đó mất đi cái khả năng lao động đó. Đó, rồi những người già đó, già và đã từng làm đóng thuế cho chính phủ đó, thì được xin những cái khoản đó, được xin những cái khoản đó nha. Đó, nên trường hợp ông Ngô Kỷ vì sao ông lớn tiếng ông lên ông nói tôi bị Covid, tôi nằm thở mấy quý vị thấy như vậy rồi, nhưng mà tôi không có bị được trả đồng nào, không bị trả đồng nào. Ông to mồm đúng rồi, tại vì ông nằm trong cái trường hợp đó mà, trường hợp được được nhận cái chính sách mà của người nghèo mà, nên ông to mồm là đúng rồi. Chứ những người mà trẻ hơn đi, An Nhiên bảo đảm đi vô trong thở ống thở kiểu đó về hả, mình không trả nó tự lấy tiền trong nhà băng của mình luôn nha quý vị. À, Đó. có nghĩa rằng An Nhiên là những việc, những điều mà lúc đầu á, đầu đầu đầu, đầu live á, thời Quang có chia sẻ cái đoạn clip của Quang Lâm, và Trung lên chia sẻ cũng có đưa thông tin về là những gia đình, những người Mỹ á, công dân Mỹ bản xứ luôn nha, họ đưa lên cái thông tin là họ sau khi điều trị Covid á, thì họ nhận được những cái bill với giá trị cực khủng, là có thật đúng không, Có là thật, có thật đúng đúng không? có thật. Đúng. Dạ. Thì cái đó là từ từ chính người Mỹ mà người ta nói tiếng Anh mà, đâu phải là từ từ người Mỹ là thông dịch ra tiếng Việt. Thì nhiều khi người Mỹ thông dịch ra tiếng Việt tụi nó lấn át cái tiếng của người Mỹ, là tụi nó thông vô cái tiếng bậy bạ sao, đúng không? Người Mỹ nói tiếng À. Anh thì đó là những cái điều sự thật. Bên này nó người Mỹ người ta bóc phốt những cái điều đó nhiều lắm đó, tại vì À. đó là chính là họ họ nghe nói là được miễn phí, rồi cuối cùng bill về cho họ, họ bức xúc họ đưa lên trên mạng thôi. Thì những cái đoạn đó, những người mà chúng ta thấy những kẻ khoác lác lên trên mạng nó là miễn phí, nên họ mới cắt À. lại những cái đoạn livestream của những người đó để mà cảnh tỉnh những người khác. Đó là những người có tấm lòng tốt đó. Đúng rồi, họ có tấm lòng tốt cho nên họ mới cảnh tỉnh những người khác. À, không có mà được miễn phí giống như vậy đâu nha chưa quý vị. Đó là như vậy. Đó, nên ở trên đời này không có cái gì gọi miễn phí. Bây giờ An Đúng Nhiên rồi. hỏi Thơ Quang, nếu như miễn phí hoàn toàn, nước Mỹ có 300 triệu dân, bây giờ bị nhiễm Covid bao nhiêu triệu rồi? Gần 40 triệu đúng không? Miễn phí hoàn toàn thì phòng đâu mà chứa hết 40 triệu người đó, bị nhiễm như vậy. Miễn phí hoàn toàn, tiền đâu để trả cho bác sĩ, y tá này nọ khác kia, đúng không? Rồi á, những người mà mua bảo hiểm, những người bán bảo hiểm á, họ kiện chết luôn á. Tụi mày miễn phí như vậy làm sao tao bán được bảo hiểm? Nên là kêu là miễn phí hoàn toàn là sai, sai, sai trầm trọng luôn. Cái đó là gọi là nó dối trá đó, nói dối trá để vẽ thêm một cái bánh vẽ nhỏ nữa. Quý vị ăn nhiều bánh rồi, giờ nó cho quý vị ăn thêm miếng nữa để quý vị ngập họng luôn á. Đó. Cho nên là đừng có nghe đoạn đó như 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 cái tay chống cộng cực đoan Lâm Văn Hòa hồi nãy anh đấy anh nói đó. Đừng nghe những lời của những người bên này nói, đúng không? Đó, họ Đúng chia sẻ những cái điều đó để mà các bạn cảm thấy ở Việt Nam như vậy, chính sách của Việt Nam không có được cho người dân nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam chữa trị cũng đâu có tốn tiền nhiều đâu quý vị.
dịch COVID ở Việt Nam chữa trị đâu có tốn bao nhiêu tiền, đúng không? Nên là mình đừng có so sánh nước này với nước kia. Các bạn ở Việt Nam á, khi các bạn bị bệnh á, thì các bạn cũng phải hiểu được là đất nước Việt Nam mình á, trải qua quá trình để mà phát triển như ngày hôm nay á, chúng ta cũng phải cố gắng rất là nhiều. Thì khi nếu như các bạn nằm trong cái trường hợp nghèo, thật nghèo á, thì các bạn nên điền đơn với lại tổ dân phố và đưa lên trên phường để mà xin cái chính sách gọi là miễn phí. Còn nếu như các bạn mà đã có khả năng từ trung bình trở lên đó, thì chúng ta nên góp phần xây dựng đất nước bằng cách mình bị bệnh thì mình phải trả tiền bệnh. Chứ mình đừng có khai dối trá. Tại những cái thành phần dối trá đó sẽ làm đất nước càng lúc càng bị kéo xuống chứ không thể đi lên được. Quý vị muốn đất nước được lên, được phát triển thì quý vị phải có cái tinh thần tự giác. Đó. Mình bệnh thì mình phải trả tiền. Nó trong khả năng của mình, nó như ngoài khả năng nữa thì mình mới đi lên cầu cứu ở tổ dân phố, rồi tổ dân phố đưa lên trên phường, đưa lên nữa để mà miễn giảm cho mình. Còn mà mình có khả năng thì mình nên trả, đúng không? Còn các bạn có khả năng nữa thì các bạn, nếu như các bạn không có muốn trả nhiều thì các bạn mua bảo hiểm y tế để các bạn được miễn giảm những cái phần nào đó nhẹ hơn cho gia đình cho mình. Chứ đừng có bắt chước những người bên này và đừng có nghe những lời bên này. Bên này các bạn đi qua bên Mỹ, các bạn mà được miễn phí y tế thì An Nhiên nhấn mạnh điều này rất là nhiều lần, là các bạn cứ suy nghĩ, dùng đầu óc suy nghĩ đi. Vì sao những công ty bảo hiểm ở bên Mỹ họ giàu có? Như những người được miễn phí về y tế, về tất cả mọi thứ, thì công ty bảo hiểm hình thành nên để làm gì? Các bạn nhập viện, các bạn không trả tiền, không cần phải trả tiền. Vậy thì các bạn có cần ngu xuẩn đến mức độ các bạn bỏ tiền mua bảo hiểm hay không? Hãy đặt câu hỏi Đúng đó. rồi, đúng Hãy rồi. đặt câu hỏi đó để mà mình biết được là những kẻ kia đang lừa mình. Chứ đừng để mà mình, con người của mình, ba mẹ sanh mình ra, mình phải có trí khôn để mình suy nghĩ. Đúng không? Chào Đúng. chào Nguyễn Phúc Du. À, thế Rồi. với lại cái này nó này, An Nhiên cho hỏi này nè. À, tức là cũng có người họ lên họ tuyên truyền là đi qua Mỹ sướng lắm, qua Mỹ là được ở nhà lầu đi xe hơi. Thì xin hỏi An Nhiên á, cái chuyện mà được ở nhà lầu đi xe hơi á, là được mặc định là chính phủ Mỹ lo hay sao, hay là người dân phải làm kiếm tiền rồi để mua Nhà nhà lầu lầu xe với mua hơi, xe hơi mới đi được? nhà lầu xe hơi thì mình phải làm mình mới mua được chứ, Tức là mình đâu phải ra cày đúng mà. không chị, mình phải cày Đúng đúng không An Nhiên? rồi, À, đúng rồi, chứ không phải là mặc mình định không chính cần, phủ cấp đúng không? mình không đi làm á, mình chỉ cần thiếu một tháng tiền nhà thôi là nó đuổi mình ra ngoài, nó đuổi mình À. ra ngoài đó. Chứ ở đâu ra chính phủ cho, một cái đất nước nào mà được chính phủ cho hoàn toàn như vậy? Ủa, chính phủ họ phải đi làm mọi cho người dân hả quý vị? Chính phủ giàu có là do những cái đồng tiền tiền thuế của người dân lên, người dân ở bên này đó, thuế thu nhập cá nhân của bên này nè, giống như em Dương Nguyễn À. nói là 300 triệu con cừu đó, đó là À. đem đến cho tài phiệt Mỹ giàu có. Chứ nếu như cho cung cấp cho như vậy, chính người dân Mỹ trắng hoàn toàn luôn, người của họ mà họ còn không cho nữa thì hả, dân Việt Nam mình qua qua bên Mỹ làm gì được cái sự hưởng lợi như vậy, đúng không? Bố Bà thấy cái sự vô bố lý chưa? bố Cái này là con lên con nói thật thôi. Thật sự khi An Nhiên lên trên mạng, An Nhiên nói là An Nhiên chia sẻ, An Nhiên đưa hai cái khía cạnh của Việt Nam và Mỹ để cho các dùng tư duy của mình đặt câu hỏi, đúng không? Các bạn đã trên 18 tuổi là các bạn tham gia mạng xã hội, thì An Nhiên tin là các bạn 18 tuổi trở lên đó là cái lứa tuổi mình có thể ý thức được tất cả mọi thứ rồi đó. Các bạn chỉ cần hiểu một điều là tại sao công ty bảo hiểm ở bên Mỹ họ lại giàu có, tại sao những người bất động sản ở bên Mỹ lại giàu có. Nếu như tất cả đều miễn phí thì tại sao nước Mỹ nó lại giàu có như vậy, đúng không? Tất cả từ thuế thu nhập cá nhân của người dân mỗi năm đóng vào, và những cái nhu yếu phẩm của người dân phải đóng trong cái khoản tiền thuế bao nhiêu năm nay rồi đó, họ mới giàu có. Việt Nam mình mới lấy thuế VAT tính ra khoảng vài năm. Ngày xưa Việt Nam mình không có thuế VAT nên Việt Nam mình nghèo. Chính phủ nghèo, nghèo, nghèo hoàn toàn luôn. Tại sao Mỹ giàu? đúng Tại rồi. vì Mỹ đã thu thuế từ cái thời mà Mỹ mới mới khai thiên lập địa rồi, cho nên nó giàu. Nó lấy từ trong từ từ xương xương máu của người dân ra. Mỗi người dân làm nó đều lấy cả, không cần biết nghèo giàu gì. Đi mua nhu yếu phẩm đều phải trả 8.25% tiền thuế.
đó, nên quý vị mới thấy nước Mỹ giàu. Còn Việt Nam mình nó từ khi mà đất nước thống nhất đến giờ đó, mấy chục năm trời không lấy tiền thuế về, cho nên Việt Nam mình cứ nghèo nghèo hoài, nghèo bền vẫn mấy chục năm. Và bây giờ mới cái mấy năm nay và chúng ta mới bắt đầu lấy tiền thuế VAT 10% là vài năm trở đổ lại đây thôi, thì đất nước mình mới đi lên, quý vị thấy chưa? Tại sao đất nước bây giờ đi lên là tại vì chúng ta thực hiện những cái điều đó. Nhưng an nhiên mong nếu như quý vị đừng có ý kiến ý cò nhiều thì sau này sẽ không có vụ mà thu nhập thực thuế cá nhân, thu nhập từng đầu người giống như bên Mỹ. Như vậy thì người dân của mình á sẽ không có bị bế tắc. Còn quý vị cứ cứ phát biểu nhiều, cứ so sánh bên Mỹ và muốn Việt Nam làm giống bên Mỹ, sau này Việt Nam làm giống bên Mỹ rồi quý vị cấm mà than thở nữa, ok? Tại vì quý vị làm mỗi năm quý vị phải trả tiền cho chính phủ đó, quý vị có hài lòng điều đó hay không? Bên này ai cũng trả tiền cho chính phủ hết, cho nên là chính phủ Mỹ đó cứ giàu có đem tiền đi đánh nước này xâm chiếm nước kia là như vậy. Họ đâu có đi làm đâu, người dân đi làm trả cho họ mà. Nên đó, các bạn phải phải dùng tư duy của mình suy nghĩ nha. Hả? Không, lần cuối An Nhiên nhắc trước khi An Nhiên xuống, vì sao bảo hiểm ở công ty bảo hiểm ở Mỹ lại giàu nếu như mà y tế Mỹ được miễn phí hoàn toàn? Tại sao người ta lại lại mua bảo hiểm ngu xuẩn nếu như họ được mà miễn phí? Họ vào bệnh viện họ được miễn phí thì họ mua bảo hiểm để làm gì? Thứ nhất đó. Thứ hai nữa, nếu như được cấp nhà lầu xe hơi thì công ăn việc làm ở những người sống ở Mỹ họ đi làm để làm gì? Tại sao họ đi làm, họ ở nhà, họ được cấp nhà lầu xe hơi thức ăn rồi đi làm gì? Tất cả người dân Mỹ đều lười biếng hết à, Nhưng mà chỗ cho chính phủ Mỹ nuôi hả? Thật là suy nghĩ rất là vô lý, ấu trĩ. Dùng đầu óc tư duy của mình đi để khỏi ăn cái bánh vẽ đó. Nuốt cái bánh vẽ đó xong nó không có no đâu quý vị. Nuốt bánh vẽ đó xong qua đây quý vị đi cày 16 tiếng đồng hồ để mà hả, trả trời mưa trời nắng trời tuyết trời gì cũng phải ráng đi cày chứ không thôi hả, nó đuổi mình ra ngoài đường, biết không? Nó An Nhiên nhắn nhủ đến quý quý cô bác đúng rồi, ở bảy mấy trên tuổi, toàn toàn bảy Việt Nam bảy mươi mình. mấy tuổi, bảy mươi mấy tuổi là người ta còn phải dắt cái tập về đi rửa chén nữa kìa, trời trời đúng không, làm gì có chuyện mà ngồi Đó ăn ở không đúng không anh em, đúng không, nên là Nhiên Nhiên bảy mươi Nhiên mấy nhắn tuổi nhủ mà tất không được cả nghỉ còn mọi phải người. Ok, cho anh Nhiên xuống nghe, để bố cầm lên, bố cầm ở dưới hầm cộng sườn nhiều lắm rồi, bố cầm lên. À. Ok, chửi Nhiên cảm ơn Thu Quang, cảm ơn tất cả các anh chị em nha. Ok, chúc cả nhà năm mới bình an vô sự và ok sức khỏe dồi dào. Ok, bye cả nhà. ơn à, bye anh nhé.